Chắc là các bạn đã từng lướt qua những cái video kiểu này ở đâu đó trên mạng rồi đúng không? Một cái giọng đọc đầy nam tính, lớn tiếng nói rằng bạn thật yếu đuối khi xem phim khiêu dâm. Anh ta gào thét rằng bạn nên từ bỏ cái thói quen tồi tệ này đi ở trên một nền nhạc chuyên cảm hứng. Đi cùng với đó là những cái hình ảnh về những người đàn ông cơ bắp khác đang đẩy tạ. Dường như trong suy nghĩ của phần lớn chúng ta, những người đi tập gym với cái một thân hình vạm vỡ đều là biểu tượng cho sự mạnh mẽ của một người đàn ông. Họ có trong mình những cái phẩm chất tốt đẹp như là sự kỷ luật, cần cù. Họ từ chối được cám dỗ dễ dàng và đều là những người thành công. Rồi như một lẽ thường tình, ta muốn được trở thành họ, trở thành kẻ bất khả xâm phạm. Tuy nhiên những người đàn ông được cho là mạnh mẽ và cơ bắp như vậy thì cũng vẫn là con người. Họ vẫn bị cám dỗ mời gọi. Họ cũng mắc sai lầm như là chúng ta. Và việc họ trả tiền đều đặn cho OnlyFans hàng tháng nhiều hơn cả tôi và bạn cộng lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy thì cái việc quay tay của những người đi tập gym sẽ trông như thế nào? Và liệu thật sự đi tập gym sẽ giúp bạn thoát khỏi cái cám dỗ đó? Và làm thế nào để những người bình thường có thể cai nghiện thẩm du? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết Quay tay dưới góc nhìn của người đi tập gym của tác giả MTQ Majority đăng trên Spider Room nha. Mình là Pink Dot và chúng mình hãy cùng bắt đầu video ngay thôi nào. Rèn luyện bản lĩnh con người trước những lo âu của đời sống hiện đại, trang bị cho bản thân một tâm thức mạnh mẽ trước thời đại biến đổi khôn lường, một kim chỉ nam định hướng tâm hồn tới bình yên và hạnh phúc, thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống cùng Seneca những bức thư đạo đức, khám phá và đặt ngay bộ sách tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Quay tay, có lẽ rất nhiều bạn nam không ít thì nhiều cũng đã từng làm chuyện này ít nhất một lần, và mình thì cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà dạo gần đây, mình đang cố gắng để bỏ đi cái thói quen xấu này, tại vì nó chỉ càng gây hại cho mình chứ không có lợi ích gì cả. Cụ thể thì chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề này dưới góc nhìn của dân tập gym nhá. Nội dung của bài viết này dựa trên video của kênh YouTube Small Gym. Tụi mình sẽ để link video ở dưới phần mô tả. Đầu tiên, ảnh hưởng đến tài chính. Larry Wells được biết đến là một bodybuilder với kênh YouTube có gần 2 triệu người đăng ký. Chỉ nghe đến đây thôi thì ta cũng phần nào tưởng tượng được cái sự thành công của anh. Tuy nhiên, vào năm 2020, anh có đăng một video thú nhận về thói nghiện OnlyFans của anh. Ở trong video này, anh ta có thừa nhận rằng anh rất nghiện OnlyFans trong khoảng thời gian lên đến 3 năm. Có lẽ là nhiều người đã nghe qua cái nền tảng chỉ quạt này và biết trang web đó là cái gì. Cụ thể hơn cho những bạn chưa biết thì trang web này chẳng khác gì Pornhub, nhưng lần này bạn phải đóng tiền cho idol thì mới được ngắm. Tuy chi phí thì nó không cao, cỡ một tháng bạn sẽ đóng trên dưới 10 đô cho idol của bạn ở trên OnlyFans để được ngắm tiếp. Nhưng hãy thử nghĩ xem cái số tiền đó tăng lên như thế nào nếu như bạn đăng ký khoảng 100 idol. Tuy là một YouTuber chuyên về thể hình và nổi tiếng như vậy, nhưng cái việc đóng tiền để duy trì đăng ký các kênh idol trên OnlyFans cũng khiến anh ta kiệt quệ đến mức anh ta còn không thể đủ tiền để chi trả cho một bữa ăn cho bạn gái của anh ta. Qua đây bạn có thể hiểu được rằng Larry của chúng ta đã nghiện ngập tới mức độ kinh khủng thế nào rồi. Ở thời gian đầu, bạn đăng ký một idol với chi phí là 10 đô một tháng cũng không quá tồi. Nhưng mà liệu thời gian sau bạn cứ xem đi xem lại một idol thì bạn có thấy thích thú nữa không? Đây chính là vấn đề lớn mà chúng ta đang phải đối đầu. Porn nói chung và OnlyFans nói riêng, chúng không khác gì Mai Thúy phiên bản 2.0 cả. Thứ hai, ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Larry Wills đã thừa nhận rằng anh thực sự đã không còn cảm giác sung sướng hay là phấn khích gì mỗi khi anh quan hệ với bạn gái của mình. Sau mỗi lần quan hệ, anh đều lại phải mở điện thoại lên, vào OnlyFans và bắt đầu quay tay. Anh không bao giờ có thể đạt cực khoái khi quan hệ và cách duy nhất chính là quay tay. Anh ta thậm chí còn sử dụng dead grip để quay tay có cảm giác hơn. Dead grip ở đây chính là bạn dùng 5 ngón tay của mình và nắm thật chặt cái ấy của bạn và hành sự. Đối với một bodybuilder, bạn hãy thử nghĩ xem cái lực nắm của anh ấy mạnh tới mức nào. Larry Wells deadlift đến tận 400kg, tức là anh ta kéo được nửa tấn. Và hậu quả chính là phần da ở vùng kín của anh ta đã có hiện tượng bị rách, đồng thời anh ta cũng bị rối loạn cương dương. Thứ ba, sự cứu rỗi mang tên NoFap. Sau khi nhận ra việc mình làm là sai, Larry Wells đã thực hiện thử thách NoFap, thử thách không quay tay trong khoảng 2 tuần. Và thực sự nó đã mang lại phép màu cho anh ta. Đồng thời, thay vì sử dụng dead grip, bây giờ anh ta chỉ sử dụng 2 ngón tay. Thực hiện NoFap đã thực sự cứu rỗi cuộc đời của anh. Mọi thứ anh ta từng đánh mất đều đã trở lại. Giờ thì anh ta đã có thể quan hệ thoải mái và phấn khích. Sức mạnh và sức bền của anh ta đã trở lại như xưa. Larry cảm thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều so với thời kỳ nghiện pháp của anh. Như mình đã nói,
Porn chính là Mai Thúy phiên bản 2.0 trong thời đại của chúng ta. Đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid, khi ai cũng ở nhà cả ngày. Không chỉ riêng đàn ông, mà cả những người phụ nữ cũng rất dễ thu hút khi nhu cầu không được thỏa mãn. Mình nhớ không nhầm thì trước đây trong thời kỳ đại dịch Covid thì Pornhub đã cho phép người xem của họ truy cập các nội dung premium của nền tảng này một cách miễn phí. Và có một vài page nổi tiếng ở Việt Nam thậm chí còn đưa tin này lên Facebook cho chúng ta. Một điều mà mình cảm thấy rất buồn và thất vọng. Thứ tư, vấn đề quay tay và porn ở Việt Nam. Việt Nam chúng ta hiện tại đang đứng ở hạng thứ 3 trên thế giới về mức độ xem porn theo một báo cáo từ tờ India Times. Và mình biết chính mình cũng vẫn đang góp sức cho cái cuộc đua xem nước nào là cái nước xem sách nhiều nhất. Thực sự thì nói thì mình hiểu cái việc bỏ cái thói quen quay tay khó đến mức nào cho anh em con trai Việt Nam chúng ta. Bỏ quay tay nói thật không khác gì với cả bỏ Mai Thúy cả. Nhưng mà mình cũng mong rằng anh em con trai chúng ta có thể vượt qua được, nhất là trong cái tình hình dịch bệnh như thế này. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cái điện thoại, một app chuyển đổi VPN và chúng ta đã hoàn toàn có thể truy cập được các trang web sách một cách hoàn toàn dễ dàng. Ngoài ra còn các nguồn khác nữa như là Telegram và đặc biệt hơn chính là các page nổi tiếng còn đăng story quảng cáo các app live 18+. Mình thật sự đã quá thất vọng với cái việc quảng cáo vô tội vạ của các page mà không xem qua nội dung của nó. Điều này rất dễ khiến các đối tượng trẻ em ở nước ta dễ tiếp cận với nội dung 18+ khi còn đang ở độ tuổi quá nhỏ. Cộng với cả độ tuổi truy cập mạng xã hội ở nước ta đang ngày càng trẻ hóa thì mình thật sự thấy lo lắng. Vậy thì có cách nào để bỏ quay tay không? Thông thường, việc bỏ quay tay sẽ rất khó khăn nếu bạn suốt ngày ở nhà. Khi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chúng ta sẽ thường nghĩ đến các nền tảng mạng xã hội và Internet để giải trí. Và theo một cách vô tình, những cái hình ảnh bốc lửa của các hot girl ở trên Instagram, những cái điệu nhảy gợi cảm ở trên TikTok liên tục xuất hiện. Chúng như là những cái viên gạch xây dần đắp lên cái ngôi nhà mang tên ham muốn của chúng ta. So với việc đi ra ngoài đường, đi hẹn hò với người khác, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để có được hạnh phúc với cả người yêu, thì bạn chỉ cần làm một việc dễ dàng hơn, đó là đập lọ. Thực sự mà nói thì chúng ta có rất nhiều cách để bỏ porn. Và đây là một số cách mà mình nghĩ các bạn có thể đọc thử. Đầu tiên, tạo một lịch biểu hàng ngày cho bạn. Hãy sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý và đừng để bản thân của các bạn quá rảnh rỗi và không có gì làm. Thậm chí là các bạn cũng có thể thử ngồi viết lách trên Spider Room như mình chẳng hạn. Thứ hai là dành thời gian bên gia đình và ít ở phòng riêng. Hãy ngồi chơi với gia đình của bạn và tránh ở riêng trong phòng của mình. Cùng nhau nói chuyện với cha mẹ, anh chị em của bạn sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái hơn là ngồi ở trong phòng và cứ dán mắt vào điện thoại hay là máy tính. Lời kết. Quay tay và porn sẽ luôn là một vấn đề nan giải cho anh em chúng ta. Nhưng mà mình tin với sức mạnh ý chí của con dân đất Việt, chúng ta sẽ vượt qua được. Chúc các bạn sớm trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Và vừa rồi là bài viết quay tay dưới góc nhìn của người tập gym của tác giả MTQ Mazzetti đăng trên Spider Room. Hy vọng nhờ video này, các bạn có thể hiểu về tác hại lâu dài của việc xem phim con heo hay là các nền tảng livestream 18+ một cách quá độ. Những cái thứ được coi là Mai Thúy 2.0 này đang từ từ làm hao mòn đi thời gian, tiền bạc và cả chính chúng ta nữa. Chính vì vậy, hãy học cách tiết chế và nói không với những thú vui độc hại này các bạn nhé. Nếu có bất kỳ ý kiến hay là suy nghĩ nào về chủ đề này, hãy bình luận cho chúng mình biết ở phía bên dưới nhé. Nếu thích video này, hãy để lại một like, share và subscribe cho chúng mình. Mình là Pink Dot. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. See ya!